toàn giác có hiểu biết như lá trong rừng. Các vị A-la-hán có hiểu được như Phật toàn giác không ạ? Vì cũng được Phật toàn đức, cũng được Phật trực tiếp hướng dẫn. Phật độc giác tu gấp đôi A-la-hán nhưng lại hạn chế không thể thuyết giảng được như A-la-hán. Thì sự hiểu biết của vị ấy như được ví thế nào? Sự hiểu biết có hai loại. Một là sự hiểu biết thế gian, và hai là sự hiểu biết xuất thế gian. Sự hiểu biết xuất thế gian thì Phật độc giác, Phật A-la, Phật thinh văn giác và Phật chánh đẳng giác là đều như nhau. Sự khác biệt là sự khác biệt về hiểu biết thế gian. Mà cái hiểu biết thế gian lại là cái không quan trọng trong con mắt của Bậc Thánh. Còn Phật độc giác sở dĩ Ngài không thể thuyết giảng được như A-la-hán thì chúng ta có một sự hiểu lầm rất tai hại là Phật độc giác không có khả năng giúp đỡ chúng sanh. Đây là một hiểu lầm cực kỳ tai hại mà nếu ai gọi là lấy cái đó làm cái cớ để mà mình coi thường Phật độc giác, thậm chí mình còn tạo ác nghiệp nữa. Tại vì Phật độc giác Ngài chỉ đơn giản là không thể giúp chúng sanh giác ngộ như Ngài ngay trong kiếp hiện tại. Nhưng Ngài có thể giúp chúng sanh giác ngộ vào thời kỳ Phật chánh đẳng giác xuất hiện. Tức là các vị Phật độc giác là duyên quan trọng cho chúng sanh chứng đắc đạo và quả vào thời kỳ Phật chánh đẳng giác, chứ không phải các ngài không có khả năng giúp nha. Cho nên là chúng ta tránh hiểu lầm. Còn vị A-la-hán thì nhờ có pháp của Đức Thế Tôn thì bản thân các vị đó giống như là người truyền tin, giống như là cái người truyền lại lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhờ có lời dạy của Đức Thế Tôn mà chúng sanh có thể giác ngộ, chứ không phải một vị thinh văn giác tự thân các vị đó có thể giúp chúng sanh giác ngộ, thì không phải như vậy.